Hơi thở có mùi là một trong những vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, khiến cho chúng ta kém tự tin khi giao tiếp. Xung quanh vấn đề này thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, như là hơi thở có mùi hôi là bệnh gì và vì sao vệ sinh răng miệng sạch sẽ nhưng hơi thở vẫn có mùi. Theo số liệu thống kê của Hội răng hàm mặt Việt Nam, có khoảng 85% dân số mắc chứng hôi miệng. Tình trạng mùi hôi phát ra nhiều đến mức người khác cảm nhận được thì gọi là chứng hôi miệng. Bên cạnh đó, hôi miệng có thể là biểu hiện của một số bệnh lý nguy hiểm. Cái sản phẩm này nó bao gồm những cái thành phần hoàn toàn từ thảo dược, mà từ thảo dược các bạn biết tức là nó sẽ có những cái hương liệu rất là thơm. Cái sản phẩm này rất tốt cho những người có chứng hôi miệng và giải quyết được cái chứng hôi miệng rất nhanh chóng và mang lại sức khỏe và an toàn cho người bệnh. Như bác sĩ chia sẻ thì những thành phần thảo dược thiên nhiên như xà cang, dạ cẩm, tử hoa địa, bạch chỉ, cát cánh, mộc hương có trong sản phẩm Detox Nano đã giúp ngăn ngừa và điều trị tình trạng hơi thở có mùi. Rất nhiều người mắc chứng hôi miệng lâu năm đã cảm nhận được niềm vui khi tình trạng bệnh được cải thiện rõ rệt trong thời gian ngắn. Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tác nên đôi khi tôi cảm thấy hơi thiếu tự tin khi gặp các vấn đề về hơi thở. Lúc phải tiếp xúc gần thì mình cảm thấy khá là ngại. Từ khi mà tôi dùng cái sản phẩm này thì tôi cảm thấy rất là hiệu quả. Giờ thì gần như thoải mái khi giao tiếp hoặc tiếp xúc gần với mọi người. Bên cạnh điều trị hôi miệng bằng thuốc, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ thay đổi lối sống đóng vai trò rất quan trọng giúp cải thiện tình trạng bệnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.